Khi đã chọn nghề trồng lúa, nhà nông luôn kỳ vọng về những vụ mùa thắng lợi. Thế nhưng, trước diễn biến thất thường của thời tiết, dịch hại dễ phát sinh như hiện nay đã làm cho quá trình canh tác của bà con có nhiều nỗi lo. Trong đó, bệnh đạo ôn là một trong những đối tượng được nhà nông đặc biệt quan tâm. Cái đạo ôn nó sẽ phát triển rất mạnh trong cái điều kiện ẩm độ cao, trong cái thời tiết mà nó có nắng mưa xen kẽ. Và cái nữa đặc biệt đó là trong cái các trà lúa mà nó có cái bón dư thừa phân đạm. Ba yếu tố này nó là tạo thuận lợi cho cái đạo ôn phát triển. Thì để phòng và trị bệnh đạo ôn thì chúng ta kết hợp và phối hợp nhiều cái giải pháp lại với nhau. Thứ nhất là bà con chúng ta nên đi thăm đồng thường xuyên để theo dõi sự sinh trưởng của cây lúa cũng như cái môi trường và cái điều kiện thời tiết. Và sau đó chúng ta chọn loại thuốc phù hợp, chọn cái thời điểm phun. Tại vì cái đối với đạo ôn thì chúng ta thời điểm phun nó sẽ quyết định đến cái hiệu quả phòng trừ của chúng ta. Đặc trị cái đạo ôn lá thì chúng ta đi thăm đồng thường xuyên, quan sát trên lá lúa xuất hiện những cái vết chấm kim thì tiến hành phun cái sản phẩm TT Kip 300 HC với cái lượng xử lý là 40 đến 50 cc cho bình 25 lít. Chú ý bà con chúng ta nên đi phun đều, phun kỹ, phun cho cái thuốc nó tiếp xúc đều trên tán lá thì nó sẽ bảo vệ cho lúa chúng ta an toàn hơn. Sản phẩm TT Kip 300 HC mát cây không gây nóng lúa, giúp cho lá xanh đứng. Ngoài ra sản phẩm TT Kip 300 HC còn giúp cho tuột lá chưng, lá ủ, tạo môi trường thông thoáng. TT Kip 300 HC có cách sử dụng đa dạng. Bà con chúng ta có thể phun bằng bình tay, bình máy, có thể phun vàng. Là sản phẩm thuốc đậu ôn dạng nước phù hợp với cái công nghệ mới hiện nay, đó là bằng chúng ta phun bằng máy bay. Trên cái mấy mặt hàng mà xài đậu ôn trên thị trường á, là Kip là cái hiệu quả nổi trội là rất cao, thì tôi sẽ xài suốt. Cũng khuyến cáo mấy bà con nông dân canh tác ở gần gần đó, thì xài Kip là hiệu quả. Thì tôi làm là từ lúc trình diễn tới hiện giờ mà. Luôn đặt mình vào vị trí của quý bà con để thấu hiểu về những khó khăn đang gặp phải trong canh tác, cũng như những mong muốn mà bà con hướng tới. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành luôn cố gắng nâng cao về chất lượng sản phẩm, cải tiến về hình thức nhằm mang đến sự tiện lợi cho nhà nông bằng những giải pháp tối ưu, hiệu quả, an toàn. Và TT Kip 300 SC là một điển hình. TT Kip 300 SC là một giải pháp hữu hiệu trong quản lý bệnh đạo ôn với hiệu lực kéo dài, an toàn cho sự phát triển của cây lúa. Dù chỉ mới ra mắt không lâu, nhưng TT Kip 300 SC đã và đang nhận được sự tín nhiệm của rất nhiều nhà nông ở khắp mọi nơi bởi những ưu điểm và hiệu quả vượt trội mà sản phẩm mang lại. TT Kip 300 SC sẽ tiếp tục giữ vững sự ổn định về chất lượng, mang lại hiệu quả hàng đầu, sẽ đồng hành cùng quý bà con trong công cuộc bảo vệ cây trồng. TT Kip 300 SC, sạch đạo ôn, xanh lá lúa.